Con thân mến, sau khi mà thầy có kiểm tra bài của một số bạn bạn lớp 6 đấy, thì mới thấy rằng là cái cách học ở trên lớp của các bạn là cách học một cách rất là máy móc mà các bạn không hề nhớ được. Tức là cô giáo yêu cầu là phân biệt giữa truyền thuyết và cổ tích, đúng không? Hay là học thuộc lòng. Khái niệm về truyền thuyết và cổ tích là như thế nào? Thế thì ở đây thì cô giáo không hề dạy về bản chất của truyền thuyết và cổ tích, và cũng không nêu ví dụ ra cho các con cụ thể để các con hiểu, mà cô giáo chỉ bắt các con là về học thuộc, đúng không? Học thuộc lòng cái khái niệm đấy, và sau đó thì giải một số bài tập, đúng không? Ví dụ như là hãy phân biệt, sau khi mà học cái lý thuyết đó thì cô giáo sẽ hỏi là thánh gióng là chuyện cổ tích hay là chuyện truyền thuyết. Thế thì các con mới học thuộc lòng thì không nhớ được nội dung học thuộc lòng, mà cô giáo yêu cầu là phải hiểu, phải phải thuộc từng chữ từng câu một. Thế thì bây giờ thuộc từng chữ từng câu một, ví dụ như là đây người ta nói là chuyện truyền thuyết và chuyện cổ tích. Chuyện truyền thuyết là loại chuyện dân gian có yếu tố hoang đường kỳ ảo, kể về các sự kiện nhân vật liên quan đến lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc phong tục cảnh vật địa phương theo quan niệm của nhân dân. Thế thì một cái đoạn dài như này mà cứ học thuộc, xong lại đến đến cái đoạn thứ hai là chuyện cổ tích là loại chuyện dân gian thường có yếu tố hoang đường kỳ ảo, kể về cuộc đời của một số nhân vật như nhân vật có tài năng kỳ lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bất hạnh, vân vân. Đấy. Nói chung là cái khái niệm dài như này mà học thuộc lòng thì chắc là phải mất 15 phút mà các con không hiểu gì cả. Học xong vẫn không hiểu. Thì xong lại đến chi tiết cốt truyện nhân vật này, xong lại từ đơn từ phức này, từ ghép từ láy này. Thế thì học thuộc như này thì không biết là mất bao nhiêu thời gian nữa, và học xong thì lại quên mất mà không hiểu được, đúng không? Thì hôm nay là thầy sẽ chỉ cho các con một cách rất là dễ để mà chúng ta có thể hiểu được, đúng không? Và học thuộc rất là nhanh. Không những học thuộc mà còn hiểu được luôn, và thậm chí còn tự có thể sáng tác ra những câu nói của mình, đúng không? Những cái định nghĩa của mình. Nếu mà tôi là người chấm bài thì không bao giờ thầy yêu cầu các con học thuộc cả, mà chỉ yêu cầu là các con hiểu như thế nào thôi. Thế thì ở đây nhé, chúng ta phân tích cái câu nói, cái khái niệm về chuyện truyền thuyết và chuyện dân gian nhé. Chuyện truyền thuyết và chuyện cổ tích nhé. Thì ở đây chúng ta thấy này, chuyện truyền thuyết là loại chuyện dân gian đấy, có yếu tố hoang đường đấy. Thì chúng ta phải chú ý này, là có những cái từ này, chúng ta chú ý là có từ dân đấy, chúng ta ghi ra đây là từ dân đấy, chúng ta không cần dân gian gì cả nha. Đấy, chúng ta nhớ là đây là dân. Và cái từ khóa thứ hai là hoang đường. Hoang đường. Đấy, từ khóa thứ ba đó là gì? Sự kiện này, nhân vật này, phong tục và cảnh vật, đúng không? Sự kiện này, nhân vật, đúng không? Phong tục, cảnh vật, đúng không nào? Đấy. Thì đây là có bốn bốn cái yếu tố, 1 2 3 4. Như vậy thì bốn cái yếu tố này, thì bốn cái đối tượng này thì nó chỉ là gì? Quy chung lại là người, đúng không? Và vật. Đấy. Vật ở đây là gì? Bao gồm vật hay là việc thì cũng là một thôi, đúng không nào? Đấy, trong tiếng Anh nó gọi là things. Đấy, vật này thì bao gồm là gì? Phong tục, đúng không? Cảnh vật và sự kiện. Đúng nào? Đấy. Thì như vậy thì chúng ta có bốn cái từ khóa này, à ba cái từ khóa này là dân, hoang đường và người vật. Đấy, chúng ta là người vật nhé. Chúng ta nhớ cái từ này thì trong một khái niệm ấy, chúng ta sẽ có những cái từ khóa, từ chốt của khái niệm đấy, còn những từ khác, từ nối là không quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể sáng tác ra, đúng không? Vậy ở đây chúng ta suy ra rằng là chúng ta sẽ đặt câu hỏi với dân, có nghĩa là ai? Đấy. Hoang đường
là như thế nào. Đấy. Và người vật đây là gì? Cái gì? Đấy, các con để ý nhé, trong một câu nói là chúng ta nói là như này. À, tôi ăn cơm. Thì ở đây là một câu nói rất là bình thường, và trong hàng triệu câu nói hay là tất cả những câu nói hàng ngày thì chúng ta đều có một cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với gì nào? Động từ cộng với đối tượng, hay là người ta gọi là biểu ngữ đấy, đối tượng của cái hành động này. Đấy, ví dụ như thầy nói là tôi thì tôi là chủ ngữ nhá, thì là tôi là người ăn, đúng không? Tôi là người chủ của hành động đấy. Và cái động từ này là có nghĩa là tôi làm như thế nào để mà ăn được cái đối tượng này. Như vậy nó chỉ có hai cái vấn đề thôi. Đó là gì? Tôi và cái vật mà tôi cần tác động, đúng không? Vật mà tôi cần tác động lên nó. Đấy. Thì tôi đây chính là chủ ngữ, hay người ta gọi là ai, đúng không? Đặt câu hỏi là ai. Vật đây chính là đối tượng mà tôi ăn, đúng không? Đó chính là cơm. Đây chính là gì? Biểu ngữ, hay còn gọi là đối tượng. Trong tiếng Anh là object. Nếu các con học về tiếng Anh nó ghi là object, đúng không? Đối tượng. Đó. Thì cái đối tượng này là cái đối tượng mà tôi ăn. Vậy tôi đây gọi là cái gì, đúng không? Tôi đặt câu hỏi là cái gì. Và đây là gì? Động từ đây chính là như thế nào. Như thế nào có nghĩa là gì? Tôi ăn bằng miệng, đúng không? Tôi ăn bằng miệng, bằng mồm vào đấy. Đấy, để cho cái cơm này nó vào cơ thể tôi, đúng không? Là vào. Đấy, như vậy tôi tác động cũng tương tự như thế. Tôi đi xe đạp. Thì cái xe đạp này là đối tượng, hay đó chính là gì? Đó chính là cái biểu ngữ, đúng không? Hay là object. Tức là cái đối tượng này mà tôi sẽ tác động vào nó để thực hiện một cái mục đích gì đó. Ví dụ tôi là ai, đi là như thế nào, và xe đạp là cái gì, đúng không? Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta thường trả lời khoảng 6 đến 7 câu hỏi, đúng không nào? Nhưng mà câu hỏi chính nhiều nhất đặt ra được đặt ra đó chính là ai, cái gì và như thế nào, đúng không nào? Tức là gì? Là mối tương tác quan hệ, đúng không, giữa chủ thể của hành động là chúng ta, là tôi, là các con, đúng không, với lại cái đồ vật xung quanh của chúng ta. Đồ vật này có thể nhìn thấy được hoặc là không nhìn thấy được, đúng không nào? Các con hiểu chưa? Như vậy thì trong ngay cả trong cái khái niệm hay cái định nghĩa mà các con phải học thuộc về cái truyền thuyết và cổ tích là như thế nào, thì chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi là ai, cái gì và như thế nào. Thì ở trong cái khái niệm này nó không khác gì một cái câu nói bình thường của chúng ta. Vậy chúng trong cái khái niệm truyền thuyết, đúng không, trong cái định nghĩa truyền thuyết là gì? Chúng ta trả lời các cái câu hỏi, ba câu hỏi: ai, ai ở đây chúng ta trả lời chính là người dân. Đấy, thì chúng ta luôn luôn nhớ cái câu là dân gian quan tham, đúng không? Dân thì gian mà quan thì tham. Thì cho nên là chúng ta không cần phải nhớ là dân gian gì cả. Chúng ta biết dân là phải gian rồi. Đấy, quan là tham. Đúng không? À, cái gì? Đấy, chúng ta trả lời cái gì? Cái gì thì ở đây là gì? Người và vật. Đúng nào? Vật ở đây thì có hai thứ. Một là gì? Sự kiện. Sự kiện thì chúng ta cũng quy thành vật thôi, đúng không? Bởi vì cái này là tổng hợp của rất nhiều cái sự vật thì thành một cái sự kiện, và cái mối tương tác giữa cái sự vật đó và cảnh vật. Cảnh vật thì cũng là vật, đúng không? Cảnh vật. Phong tục. Phong tục cũng là một loạt cái sự tương tác giữa các sự kiện tạo thành cái phong tục mà thôi, đúng không? Nó lặp đi lặp lại thì tạo thành phong tục, thói quen. Đấy, nó tóm lại là gì? Như thế nào là chúng ta chính là từ hoang đường. Cái từ hoang đường này rất hay. Từ hoang đường này có nghĩa là gì? Con người tưởng tượng ra, đúng không nào? Tưởng tượng ra những cái cảnh vật, tức là gì? Ai là nhân dân này,
tưởng tượng ra hay là gì, nghĩ ra những chuyện hoang đường về người, về vật ở xung quanh, đúng không? Mà đây là người vật này là có thật, đúng nào, có thật đấy, đúng nào. Tức là gì, người dân này, chúng ta nhắc lại này, ai là người dân, cái gì là người, sự vật, cảnh vật, phong tục có thật ở xung quanh chúng ta. Thầy lấy ví dụ như là cái núi Ba Vì nhé, các con là biết núi Ba Vì đúng không? Núi Ba Vì là tại sao lại là ba, ba là ba, là số ba đấy, vì là đỉnh đấy, thì nó có ba cái đỉnh như này, đúng nào các bạn, các con mà nhìn trên ảnh chụp ấy thì nó sẽ có thấy cái núi Ba Vì nó có ba cái đỉnh này, người ta gọi là ba đỉnh, núi ba đỉnh. Thế bây giờ để giải thích cho cái sự tồn tại này của cái núi này, thì ngày xưa ấy, khi mà con người ta, khi mà cái dân tộc con người ta mới khai sinh ấy, là cách đây 4.000 năm chẳng hạn, thầy ví dụ như vậy, thì là khoa học kỹ thuật chưa phát triển, thì con người ta với đầu óc tò mò của mình thì người ta sẽ tìm hiểu xung quanh sự vật, sự việc xung quanh, xem nó là tại sao nó lại có cái này đấy. Thì người ta không có khoa học kỹ thuật thì người ta chưa hiểu thế nào là cái sự hình thành các cái ngọn núi thông qua cái việc kiến tạo bề mặt của trái đất chẳng hạn, thì người ta chưa biết như nào. Ví dụ như là bây giờ thì khoa học người ta giải thích là hai cái gọi là gì, cái tảng lục địa nó sẽ va vào nhau và nó sẽ trồi lên như thế này, đúng không? Một cái thì chui xuống dưới, một cái lồi lên trên đấy, hoặc là gì, thông qua hoạt động núi lửa thì sẽ tạo ra gì, những cái đống, đúng không, những cái ngọn núi đấy, hoặc là gì, do cái kiến tạo về bề mặt địa chất, đúng không, thì nó sẽ tạo ra ngọn núi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta làm sao người ta biết được. Thế thì những người ngây thơ, người ta sẽ dân thì người ta sẽ cố gắng giải thích là gì, những ngọn núi này là do một cái người vị thần nào đó, đúng không, mà họ không biết. Thì ở đây thì có thể là vị thần sơn tinh thủy tinh hạn, hay là tản viên gì đó, mà qua quá trình người ta đánh nhau hoặc là người ta tác động như thế nào đó mà tạo ra cái ngọn núi này đấy. Bởi vì những cái vị thần thường rất là to lớn, khổng lồ, đúng không, thì ngọn núi này so với họ cũng chỉ là những cái đụn cát hay là những cái viên sỏi đối với họ thôi. Và khi họ đánh nhau thì họ ném đá, ném sỏi vào nhau, thì những cái hòn đá, hòn sỏi nó rơi vãi khắp nơi, thì nó tạo ra những ngọn núi đấy. Người ta giải thích một cách ngây thơ như vậy, đúng không? Thế nhưng mà gì, cái quan trọng nhất ấy, cái núi Ba Vì này là hiện nay đang tồn tại này, trong lịch sử ngày xưa ấy, nó cũng còn tồn tại và đến bây giờ nó vẫn tồn tại. Thì người ta giải thích là những cái sự vật, sự việc, hiện tượng, phong cảnh, đúng không, mà nó hiện nay đang hiện hữu, nhưng mà gì, bằng một cái cách mà rất là hoang đường, ngây thơ đấy, hoang đường, đúng không, không có cái cơ sở khoa học gì cả đấy, thì người ta gọi là truyền thuyết, đúng không nào. Vậy thì từ cái mấy cái từ khóa này này, dân này, tất nhiên dân gian, đúng không, hoang đường này, cái gì này, thì chúng ta sẽ đưa ra một cái khái niệm mà đây thầy nhắm mắt thầy cũng đưa ra một khái niệm được, đúng không, một cái định nghĩa được và không cần học thuộc. Đó là gì, truyền thuyết, đúng không, là những cái câu mà câu chuyện người ta nghĩ ra, người dân này này, người dân nhưng không cần nghĩa, dân thì tất nhiên dân gian, đúng không, nghĩ ra để giải thích về những cái sự vật, sự việc, con người đấy, như thánh gióng này, hay là như hai bà Trưng chẳng hạn, thế ví dụ thế, hay là gì, Lạc Long Quân chẳng hạn, là những người mà có thật, đúng không, được ghi nhận ở trong lịch sử đấy. Rồi những cái sự vật, những cái hình, những cái địa điểm, đúng không, như núi Ba Vì đấy, cảnh vật chẳng hạn đấy, hay là những phong tục tập quán, đúng không, những phong tục tập quán, ví dụ như là ăn Tết, cũng có cái truyền thuyết về ăn Tết chẳng hạn đấy, Tết Nguyên Đán hay Tết gì đó, đúng không nào. Thì để người ta giải thích những câu chuyện này, người dân nghĩ ra một cách hoang đường, đúng không, để giải thích về sự vật, sự việc, hiện tượng có thật xung quanh chúng ta đấy. Nhưng tất nhiên những câu chuyện đấy là gì, chỉ là hoang đường tưởng tượng mà thôi, đúng không. Vậy đấy chính là truyền thuyết. Vậy chúng ta soi lại cái khái niệm truyền thuyết, đúng không, ở trong sách là như nào. Truyền thuyết là loại chuyện dân gian đấy, tất nhiên là chuyện thôi, đúng không, về đấy người ta kể chuyện mà. Dân gian đây là do người dân sẽ tạo ra, có yếu tố hoang đường kỳ ảo, kể về các sự kiện, nhân vật và liên quan đến lịch sử, hoặc giải thích nguồn gốc, phong tục, cảnh vật địa phương theo quan niệm nhân dân đấy. Như vậy là chúng ta gần đúng rồi, đúng không, và chúng ta chỉ thiếu mỗi cái từ là lịch sử mà thôi. Lịch sử nữa, vậy thì chúng ta thêm một cái lịch sử này, bởi vì lịch sử này, những cái chuyện có thật này, những cái địa điểm, những cái nhân vật có thật này là những con nhân vật được lịch sử ghi chép lại đấy, là trong chính sử, đúng không, mặc dù nó là chỉ là những câu chuyện tưởng tượng đấy, thì để người ta giải thích được, đúng không nào. Ví dụ như đền thờ thánh gióng, tại sao lại có thánh gióng, thì người ta lại vẽ nên một câu chuyện để mà gì, giải thích cái nhân vật thánh gióng này, lý do tại sao người ta lại buộc phải nói như vậy,
mà tại sao trong cái sách sử của Trung Quốc thì lại ít truyền thuyết như vậy, đúng không? Thì thực ra là gì, là do là cái thời kỳ ngày xưa ấy, trong 4.000 năm đấy, tức là theo sách ghi lại thì là 4.000 năm dựng nước giữ nước, thì người Việt Nam là đã rất nhiều lần bị ngoại bang xâm chiếm và đốt rất nhiều sách vở. Đấy, chính vì thế cho nên người ta buộc phải có một cách là gì? Do là không mang được sách vở theo, không ghi chép được, hoặc là bị đốt sạch, hoặc là bị quân giặc nó khủng bố, nó bảo là nó cấm, đúng không? Cấm in sách, thì người ta buộc phải nói với nhau bằng những câu chuyện là truyền miệng trong dân gian. Thì đây là do cái lịch sử đau thương về chiến tranh của một cái đất nước rất là nhỏ bé, đúng không? Một cái đất nước kiên cường của chúng ta. Đấy, mà cái câu chuyện truyền thuyết này được sinh ra, đúng không? Để lưu trữ tất cả những cái lịch sử, những cái giải thích, những cái tên nhân vật, đúng nào, bằng cách truyền miệng cho nhau, và những người dân truyền miệng cho nhau. Đấy, nói đến đây thì chúng ta sẽ rất là cảm động, đúng không? Một cái đất nước luôn luôn đau thương nhưng mà cũng luôn luôn là gì, anh hùng đứng lên. Đấy, thì chúng ta phải học cái truyền thống này. Đấy, thế còn về chuyện cổ tích thì sao? Đấy, thì ở đây thì chúng ta lại cũng lưu ý, lại cũng nhìn thấy ở trong cái khái niệm của chuyện cổ tích, định nghĩa của chuyện cổ tích là gì? Chuyện cổ tích là loại chuyện cũng là dân gian, thường có yếu tố hoang đường, đấy, kỳ ảo, kể về cuộc đời của một số nhân vật, như nhân vật có tài năng kỳ lạ, nhân vật dũng sĩ, nhân vật thông minh, nhân vật bất hạnh, nhân vật ngốc nghếch, nhân vật mang cái lối vật chất, đúng không? Hay là vật hay nằm thể hiện ước mơ, nhằm thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác. Đấy, ở đây thì vậy thì chúng ta lại đặt câu hỏi là gì? Ai? Ai? Cái gì? Cái gì? Và như thế nào? Chỉ cần đặt trả lời những câu hỏi này thôi thì chúng ta đã hiểu được ngay cái khái niệm đó mà không cần học thuộc. Ai ở đây có nghĩa là dân, mà dân thì phải là gian. Tại sao quan lại không thể sáng tạo ra cái câu chuyện này? Bởi vì nếu mà quan ấy, mà khi mà ngoại xâm, giặc ngoại xâm nó chiếm đóng cái đất nước này, mà quan mà hé ra câu nào ấy mà nói phản đối là lập tức bị chém hết. Các con đọc lịch sử là như vậy, đúng không? Cho nên cái câu chuyện này buộc phải đưa vào trong nhân dân. Đấy, cái gì? Cái gì thì ở đây là gì? Chúng ta thấy là có những cái nhân vật, và chủ yếu là giải thích về nhân vật, đúng không? Có tài năng kỳ lạ, tài năng đấy, hay gì đó, đúng không? Hay có một đức tính nào đó. Nói tóm lại là gì? Những cái phẩm chất của một nhân vật. Đấy, thì phẩm chất của một nhân vật. Đấy, phẩm chất đạo đức của một nhân vật nào đó. Và gì? Ở đây có một cái từ nữa là thiện và ác, đúng không? Tức là gì? Phẩm chất ở đây thì quy chung là phẩm chất đạo đức của nhân vật thì thường là chia thành hai, đúng không? Một là gì? Tốt, hai là xấu, tức là thiện và ác đấy, đúng không? Tốt là gì? Những người dũng cảm thật thà, đúng không? Là những người đạo đấy, là dũng cảm thật thà. Thì những cái nhân vật này là gì? Không có tên tên gọi cụ thể, có tên nhưng mà gì, nó không phải là thật và không có trong lịch sử, đúng không? Đấy, thì những nhân vật này nó là được nhân cách hóa lên, được gọi là không phải nhân cách hóa mà là được tổng hợp lại, được gọi là gì, tổng hợp lại thành một cái tính cách, đúng không nào? Một tập hợp hai tính cách, đó là gì? Thiên tính cách thiên về thiện và tính cách thiên về ác. Đấy là cái gì? Câu hỏi trả lời cái gì? Như thế nào thì vẫn là chữ hoàng được. Tức là gì? Như vậy thì chúng ta từ những từ khóa này, chúng ta ngược lại, chúng ta lại định nghĩa lại. Vậy thì chuyện cổ tích là gì? Chuyện cổ tích vẫn là những câu chuyện, trước hết nó là những câu chuyện đã do người dân tưởng tượng ra, đúng không? Những câu chuyện rất là hoang đường, câu chuyện không có thật, đúng không? Để làm gì? Để nói về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, và luôn luôn tất nhiên cái thiện nó chiến thắng rồi, đúng không? Bằng thông qua những cái nhân vật là gì, có những tính cách cụ thể, đúng không nào? Những cái nhân vật như là dũng sĩ, những nhân vật là kẻ ác, những nhân vật là ông bụt, đúng không? Hay là gì đó, con các con thường xem trong những câu phim hoạt hình đấy, những ông bụt hay là những cái nhân vật ví dụ như là kể cả Dế Mèn nhé, kể cả Dế Mèn Phiêu Lưu Ký các con đã đọc, hay là Doraemon cũng là gì, một cách hình tượng hóa một cái nhân vật. Cho nên là gì, nếu mà nói Doraemon ấy thì Doraemon cũng là câu chuyện cổ tích trong hiện tại nhé, cổ tích hiện đại. Và gì, Dế Mèn thì cũng là cổ tích hiện đại, bởi vì Dế Mèn là gì, chú dế, ví dụ dế chũi hay là dế nọ dế kia đấy, là cũng đại diện cho những tính cách ví dụ hiền lành hay là kiêu căng, đúng không? Đấy, hay là những con bồ nông mà hay mổ những cái chú dế này này thì là gì, thể hiện cho những cái ác, đúng không nào? Những cái ác này, vân vân, những cái nhân vật như vậy.
Đó, thì nó là gì? Nó là để nói bóng gió về những cái nhân vật ở trong xã hội, đúng không? Đấy, những tầng lớp trong xã hội mà thôi. Đấy, như vậy thì là gì? Chuyện cổ tích. Như vậy cũng từ đây rút ra rằng vậy thì chuyện cổ tích khác hay giống gì so với lại chuyện gì? Truyền thuyết nào? Vậy thì cổ tích đây. Cổ tích, chuyện cổ tích nha. Và truyền thuyết này. Truyền thuyết, đúng không? Khác gì nhau? Nó có điểm giống như này nhá, giống này. Thì chúng ta vừa nói đấy là gì? Giống ở câu hỏi là ai và như thế nào. Còn khác là gì? Khác của nó là ở chỗ duy nhất một điểm, đó là gì? Cái gì? Vậy giống ai là gì? Là dân. Như thế nào? Là hoang đường. Các con chỉ cần nhớ mấy cái từ thôi. Hoang đường, đúng không? Và cái gì thì đối với chuyện cổ tích, đúng không? Thì cái gì đây chính là gì nào? Chính là những cái thiện và ác. Và từ cái mô phỏng cuộc chiến tranh giữa thiện và ác này thì người dân bắt đầu nghĩ ra những cái nhân vật, đúng không? Những cái nhân vật, mỗi nhân vật này có một tính cách đặc thù. Ví dụ dũng cảm hay là hiền lành, đúng không? Hay là gì? Vân vân, đúng không? Hay là ác, rất là ác, hay độc ác, hay là như kiểu như là cô Cám chẳng hạn, rất độc ác, mẹ con Cám đấy là rất độc ác, hay là những người tốt hiền lành như cô Tấm, chăm chỉ thật thà là Tấm chẳng hạn. Đấy thì đó là những cái câu chuyện cổ tích, đúng không ạ? Đấy, thế còn truyền thuyết là gì? Là cái gì ở đây có nghĩa là gì? Là những vật có thật. Vật và người có thật. Đấy. Thì trong cái vật này ấy, thì chúng ta có gì nào? Sự kiện. Sự kiện là gì? Sự kiện là một cái sự, một cái chuỗi nó tương tác của các sự vật với nhau. Con người là ví dụ như là ông Thánh Gióng hay là ông Trần Hưng Đạo, đúng không? Vân vân vân. Đấy, tất cả những cái người này nó sẽ được, đã được ghi chép trong cái lịch sử của chúng ta, trong chính sử, trong cái sách vở của chúng ta. Và những người này có ngày sinh tháng đẻ, ví dụ có những cái thời điểm ra đời đầy đủ. Thế nhưng mà do cái lịch sử của người ta không biết rõ, cho nên là người ta mới giải thích cái sự ra đời của người ta bằng cái câu chuyện hoang đường, đúng không nào? Thì các con nếu mà xem phim, ai con nào mà thích xem phim Tam Quốc ấy, thì thực ra là Tam Quốc cũng là một dạng truyền thuyết nhé. Tam Quốc diễn nghĩa, vì sao? Mặc dù có những nhân vật có thật như là Khổng Minh, như là Chu Du, đúng không? Đấy, đặc biệt là hai con người này, Chu Du này. Thế nhưng mà thực ra Chu Du không phải, trong sách sử, chính sử thì không phải là một con người đố kỵ như vậy, đúng không? Mà là cũng không phải là một người có võ rất là giỏi, mà ông chỉ là một quân sư thôi. Đấy. Nhưng mà gì? Theo cái cuốn sách của La Quán Trung, tức là qua ngòi bút của nhà văn La Quán Trung, đúng không nào? Thì cái nhân vật Chu Du này đã trở thành một người, đúng không nào? Có rất là văn võ song toàn, rồi có tính đố kỵ với Khổng Minh. Đấy, thì chúng ta được biết rằng đây chính là một cái Tam Quốc, chính là một câu chuyện cổ tích, à một câu chuyện truyền thuyết trong đời thường, đúng không nào? À, truyền thuyết hiện đại hay là truyền thuyết giả sử, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta đã xong cái bài này. Hôm tới thì chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta sẽ học cái cách mà đọc, chúng ta sẽ có thể nghiên cứu toàn bộ, đúng không nào? Cái cuốn sách này chỉ trong một ngày mà thôi, đúng không? Và chúng ta có thể nhớ toàn bộ cuốn sách, đúng không? Một cuốn sách, đúng không? Hay là cả một chương trình học, một năm học chỉ trong một ngày các con nhé. Đấy, thầy sẽ dạy các con là làm thế nào để nắm được. Đấy, chỉ trong một ngày thôi tất cả những cuốn sách này, đúng không? Và như vậy thì các con có thể tóm gọn lại toàn bộ cái chương trình học chỉ trong có khoảng độ 1 tuần đến 2 tuần. Đấy. Mà không cần phải học thuộc lòng gì cả. Đấy, trân trọng hẹn gặp lại các con trong chương trình sau nhé. Đấy, chương trình này xin trân trọng cảm ơn các con đã quan tâm theo dõi nha.